Tao bảo là vợ tao không biết con bát. Vợ tao chỉ biết là đi xách bát thôi chứ không biết đi con bát. Con mặt nó lâu. Đây. Cái này đẹp thế. Rồi. Mày xong rồi. Bà đây. Mồm tôi này ăn được đủ. Cái gì? Bà bảo gì cơ? À, anh Hào có xui mà. Mình xin được giới thiệu, mình tên là Hào Gusu, sinh em 97. Thôi, mày đừng có bốc quét. Một con nhưng mà chưa vợ bạn ơi. Ôi giời ơi, con mình đi này. Ơ Tú ơi, thì tao đéo nhìn mặt mày đâu. Mặt mày hả lắm. Bố mày nhìn mặt mày đâu. Ôi giời. Hả đây. Tao đi nhìn mặt mày đâu, mặt mày hâm lắm. Mày đưa đi để tao quay, đang quay video. Á? Tao không ô với mày, mày đưa cho bạn kia đi. Hello. Ok à? Nghe thì nhìn nghe thì nhìn hả? Đi lâu rồi. Thích à? Thích thế cặp bồ nhá. Vợ ơi. Vợ. Vợ. Có con tặng cổ Tú ở muốn cặp bồ với anh. Cho bạn thế nào? Đi mà. Tiền nuôi mà cặp. Em ơi, vợ anh bảo là có tiền thì nuôi được, có tiền thì cặp, nhưng mà anh chỉ có cái đầu thôi. Em có cặp không? Quấy quá mày. Bao giờ mày lên đây? Lên đổ nhá. Em bắt một người bên đây. Cửa đây, bắt cửa đây, bắt cửa đây. Thè lưỡi à? Thè lưỡi à? Lê lêu đi. Đây là bác ơi. Này. Đây là. Này, nhìn, mắt to này. Nhìn này. Nó phải chơi rồi. Mắt to à. Cứ đẹp hết đấy. Con gì đây? Bao giờ mày xuống đây? Đấy được. Bao giờ xuống? Tần nó xuống. À con mẹ mày nhà đi. Hôm nay mày quay được cái video chưa? Con nào? Quét. Con mẹ mày. Bye bye. Ok, đẹp kìa. Bây giờ phá đi con. Phá đi nhanh chạy. Đi kìa. Phá đi. Chạy ra đây.